Xin chào các bạn, mình đang ở vườn dưới của trang trại Đạt Nhung nhá. Đây là hồng xiêm xoài của đơn vị mình này. Loại này bên mình cũng đang có nhiều các bạn nhé. Bạn nào quan tâm thì gọi điện cho mình báo giá chi tiết. Đây là loại to, một loại virus khác to hơn. Lây nhiễm cho người. Đây bầu to và cây đã được đánh đảo rồi. Bó cuộn cẩn thận và có quả luôn ạ. Bắt nguồn từ lạ đà. Hỏi: cơ chế virus corona lây lan như thế nào? Đây là giống nhỏ này. Trả lời: virus này ban đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây lan từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý rất là dài và đẹp. Lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. Các bạn yên tâm khi mua giống của bên đơn vị mình nhé, hàng rất là đảm bảo và bên mình cũng bảo hành cho khách đến khi cây ra hoa kết quả. Bị phơi nhiễm. Virus cũng có thể bị lây từ vật ai. Mình làm một video ngắn về phòng xiêm của bên mình như vậy. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho bên mình để lấy giống chuẩn nhá. Trang trại Đạt Nhung, phố Nguyễn Mậu Tài, đường Ngô Xuân Quảng, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Virus corona có giống với virus mất hoặc sắc không? Vì bên mình rất là đông khách và bốc hàng theo xe tải nhiều nên cũng không có thời gian để phục vụ khách tốt nhất khi mà khách đến mua trực tiếp, bởi vì vẫn phải đợi. Nên nếu mà các bạn có nhu cầu mua cây của bên mình thì tốt nhất là nên đặt trước cho mình, xin số lượng chủng loại và lấy loại nào thì báo mình luôn. Tuy nhiên, các phân tích di chuyển báo trước để cho bên mình có cái sự chuẩn bị tốt nhất nha các bạn nhá.